Chào tất cả mọi người nhé. Hôm trước mình có làm video về chữ hát ấy, thì có bạn bình luận là chữ ký mà dễ quá thì dễ bị ngã lắm đấy ấy. Thì hôm nay mình ký cho các bạn tham khảo hai kiểu chữ hát khác nhé, xem có khó hơn không ấy. Nhất là kiểu số 1 thì mình sẽ ký cho các bạn xem kiểu số 1 nhé. Các bạn thích một kiểu chữ hát nó nhìn nó sẽ phức tạp hơn ấy, thì các bạn có thể ký theo kiểu như này nhé, khó bị nhái hơn nhé. Về thứ tự hình dung thì mình sẽ vẽ hình dung nét cho các bạn nhé. Các bạn hình dung nét là nó sẽ như vậy nhé. Mình sẽ ký ví dụ cho một bạn. Đây là cái phần phụ âm này. Mình sẽ ví dụ cho một bạn tên là Hương đi. Các bạn có thể ký như này, Hương nhé. Đấy, Hương nhé. Các bạn có thể ký như này nhé. Nếu các bạn cần một chữ ký nó ấn tượng và khó bị nhái thì mọi người có thể ký tham khảo mẫu như này. Ký cho các bạn cách số 2 này. Cũng khá là đẹp các bạn nhé. Thể hiện sự bộc phá, sự bứt phá ra ngoài của bạn nhé. Mẫu này nếu mà nhìn lần đầu ấy mà các bạn không nhìn theo cái hướng mũi tên của mình ấy, hoặc là không nhìn theo video ấy, một người mới nhìn ấy, thì các bạn sẽ không hình dung được nó sẽ ký như nào đâu. Mình sẽ ví dụ bạn Hương nhé. Ví dụ cho Hương xem nhé. Hương. Hương. Nó thể hiện sự bứt phá, khao khát nhé. Các bạn muốn cần một chữ ký khó hay là dễ, hoặc là một cái chữ cái nào các bạn muốn làm ấy, thì các bạn có thể comment dưới bình luận nhé. Mình sẽ lên video sau cho các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn tất cả mọi người nhé.